Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay sẽ là chuyên mục về những xe mới. Rồi bây giờ mình quay chiếc xe mình đang rửa đây, Ninja 4. Qua đầu này rồi, qua đầu này là đó. Thì con xe rất là đẹp nha anh em, màu này rất là hiếm, hầu như cái màu này mình chưa có bao giờ. Thì xe này biển số Sài Gòn nha anh em, 59A3 nha anh em. Anh em coi clip lưu ý kỹ nha, xe rất đẹp, có lên miếng ốp carbon nè. Thì xe này hôm bữa hình như có một khách chạy qua mình là đặt cọc nhờ mình tìm Ninja 4 á. Nếu như khách coi được con này á, thì khách liên hệ cho mình ha. Em này rất mới, 12.000 cây. Xe mua từ chủ luôn nha anh em. Mới cái giấy hồi nãy luôn á, bây giờ mới vệ sinh nè. Đó, mình mua con xe về phải vệ sinh sạch sẽ cho anh em là mới cho anh em chạy được. Xe rất là đẹp luôn, màu này rất là hiếm luôn. Tem zin còn đủ, sơn zin luôn. Xe chưa có qua dặm sơn gì hết nha anh em. Rất là đẹp, có khách cọc nè. À còn con này mình giới thiệu nữa. Con này mình mới làm xong là CBR 250 mà lên vàng đầu 500. Con này mình không có bán nha anh em. Con này mình chỉ cho anh em mượn chạy trải nghiệm nha anh em. Mượn thuê chạy trải nghiệm nha anh em. 250 rất là đẹp. Còn mà bữa mình hứa cho anh em về trải nghiệm này, giờ nó về nè anh em. Tại vì á mình phải lên vàng đầu bự anh em. Mình thích cái đầu này hơn, mình lên độ thử có đẹp không mà mình thấy đẹp thiệt. Giờ gọi đó là CBR 750 hả? Thì nói chung nó chỉ khác cái đầu 250, khác là mọi thứ đều zin nha anh em. Đèn đuốc đều là zin hết. Nên em chạy bình thường nha, không có vụ mà sợ công an nữa, thì nó như đèn zin thôi. Chẳng qua đã thay hai cái chó này thôi, nó bự hơn chút xíu thôi anh em à. Nhưng mà nó đẹp. Rồi ok. Rồi tiếp tục là xe lướt nè. Mình về em CBR 250 RR 2.000 cây nha anh em. Xe này mới đô đai xong luôn nha anh em. Rất mới nha. Xe 222 luôn. Xe này ngày 20 tháng 6 mới lấy cà vạt nha anh em. Anh em nào mua thì đặt cọc trước cho mình nha. Hai chìa khóa đầy đủ nè, xe thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xe thành phố Hồ Chí Minh là anh em mua mới là tới 80, 81 triệu lần nha anh em. Anh em cứ tham khảo ra hết hỏi nha anh em. Đây là xe rất mới, 2.000 cây chuẩn rồi nha anh em. Xe mới tinh luôn. Con này thì mình bán là 68 triệu 500 ngàn nha anh em. Xe rất là mới nè anh em thấy không? Còn nhãn hiệu năng lượng luôn. Anh em mua xe này tiết kiệm được tiết kiệm được nhiêu ta? Mười mấy triệu rồi nha anh em. Xe mới tinh nè, quay cho anh em xem. Thực sự là mới luôn á. Rất mới luôn. Không có chày xước gì nha anh em. À quên, chủ xe bỏ 1,5 triệu để dán keo rồi nha anh em. Bỏ thêm 1,5 triệu để dán keo rồi nha anh em. Quay kỹ vô thấy keo không? Đây lớp keo rất là dày, rất là đẹp. Anh em thấy không? Chủ xe bỏ 1,5 triệu dán keo rồi nha anh em. Chủ xe lên phân khối lớn nha anh em. Xe mới rô đai xong luôn nha anh em. Anh em nào mà chết mà xe mà chưa rô đai á, hoặc là có gì á là mình tặng ra luôn cho chiếc xe luôn. Mới rô đai xong, xe này là bên mình rô đai luôn. Còn xe này là khách cọc rồi nha. CBR 250 Kabuki khách cọc rồi. Rồi vô đây anh em, một con xe rất là đặc biệt luôn, rất là đẹp, anh em sẽ thích. Đó là CBR 250 RR. Con này ha, hai chìa khóa đầy đủ. Rồi, order là 6.000 cây, 3 chế độ lái, 250 RR anh em biết rồi. Điều đặc biệt là xe rất là mới. Xe có dán keo trong là xe rất là mới luôn. Anh em coi trong clip mà thấy không? Em thấy không? Nè, dấu dán keo nè ha. Còn rất là mới luôn, xe không có chày xước luôn. Mới can luôn, gọi là xe can cọp luôn á anh em. Carbon nè anh em, carbon. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 1, 2, 3 đúng không? 4 carbon. 4 carbon để mình tìm nó. 5 carbon. Đây cái carbon. Đó anh em thấy không? Đẹp quá trời luôn. Xe lên có ốc bên nâng sẵn luôn nè anh em. Nhìn kỹ nha, ốc bên nâng sẵn luôn nè nha. Đó, coi cái chân là rất là đẹp luôn. Con này con CBR mình mua can á, mình thấy là đẹp á. Nè, chống đổ nè. Nhìn rất là kích thích luôn. Chống đổ đã không? Có chống đổ đồ sẵn luôn. Đó, anh em không tốn gì hết. Thì hai chỉ có zin đầy đủ, 6.000 cây. Cái kính này luôn nè. Đuôi zin, kính zin còn luôn anh em. Chủ xe cái miếng này carbon nè. Rồi một đống đồ carbon. Mà con này màu đen lên carbon. Bên đây carbon nè. Carbon không ta? Đó. Thì con này mình đã rút hồ sơ sẵn rồi nha anh em. Anh em nào mà muốn ra tên là chỉ cần xuất hóa đơn là xong thôi. Con này là mình bán 116 triệu nha anh em. Mình bán 116 triệu nha anh em. Anh em mua thì inbox mình không có chày xước gì luôn anh em, rất là đẹp luôn anh em. Tới tận showroom mình để chiêm ngưỡng em nó. Đó, vỏ zin mới nè, gai chỉ đầy đủ luôn anh em, rất là đã luôn. Mà con này là mình xuất hóa đơn rồi nha anh em. Có nghĩa là mình đã rút hồ sơ rồi á. Anh em nào mua là chỉ cần đem xe về là ra tên thôi nha anh em. Đẹp tuyệt vời không? Anh em coi đã chưa? Em quay thấy xe đẹp không? Rồi tiếp tục cho anh em coi con xe đẹp nữa mà mình mua. Gret X còn mua còn sổ bảo hành luôn anh em. 3.000 cây còn sổ bảo hành luôn. Mình lấy sổ bảo hành từ chủ nè. Mới mua luôn 3.000 cây. Bây giờ quá đẹp rồi. Mình bán 48.500.000. Xe rất đẹp luôn anh em. Không còn gì để chê hết. Xe có lên chống đứng nha anh em. Anh em về nhà dễ rửa xe nha. Chống đứng nè. Đó. Về nhà dễ rửa xe. Nói chung mới tinh luôn á anh em. Anh em nào qua mình tham khảo con này cũng biển Sài Gòn luôn nha anh em. Còn Gret X này á, là 4 cái xi nhan zin của nó là rất là dởm nha anh em. Tại xe này zin mình mua zin thôi nha. Anh em nào mà muốn thay xi nhan độ bên mình có thay luôn. Chỉ cầm 100-200 ngàn thôi à anh em à. Đó xi nhan zin đó nè. Xi nhan zin con Gret X này thì theo đánh giá anh em thì nó xi nhan nó đi ra đi vô nó rất là dễ gãy. Đó, anh em nào muốn lên xi nhan độ bên mình có hỗ trợ lên xi nhan độ luôn. Xe rất là mới anh em coi dĩ nó mới tinh luôn. Xe lướt mà anh em. Anh em coi clip là anh em cũng cảm nhận được nè. Bút đánh dấu ốc còn nè thấy không? À, đẹp lắm luôn á. Bữa giờ mình về được mấy con xe lướt đẹp thiệt. Sẵn tiện đây mình con này thì có smart cây rồi nha anh em. Đây smart cây đó đây. Thiệu anh em. Trời ơi giờ xe quá rẻ luôn. 48.500.000 là anh em có con xe biển số thành phố chạy rồi. Đó. Thì xe lướt quá đẹp. Bữa giờ mình về được mấy con xe đẹp thì cũng cảm ơn những chủ xe đã nhượng lại mấy con xe đẹp cho mình ha. Đó là do mình chân thành, mình làm clip thiệt tình đó. Thì chủ xe người ta mến, người ta mới để lại xe cho mình anh em à. Người ta mến, người ta alo cái mình ơi qua lấy xe anh. Giống như con Ninja 4 kia ảnh quý mình lắm luôn á. Rồi thì con này á nè. Con này thì khách đã mua rồi. Nhưng mà nói anh em biết, khi một cái con xe mà mình bán ra cho anh em á thì nó phải hoàn chỉnh. Thì con xe này bố thắng nó còn có 20% mà 20% mà. Nên mình thay anh em bố mới. Bây giờ mình đang đặt bố mới về. Mình nói anh em chờ 1-2 ngày nữa đi. Rồi mình thay cho anh em cái bố mới. Tại vì bố con này á, phải đặt 1-2 ngày mới có nha anh em. Chứ không phải là có liền đâu. Là mình thay luôn cho anh em. Có nghĩa là anh em không muốn thay nhưng mình vẫn thay luôn cho anh em. Mình là hoàn chỉnh mà anh em. Xe này đã đặt, khách đã trả tiền luôn rồi đó anh em. Mình khỏi thay vẫn được nha anh em. Nhưng mà đối với mình con xe về chạy là phải hoàn chỉnh. Không có làm gì hết đó. Về là phải hoàn chỉnh cho anh em. Tại vì anh em người ta mới chơi xe mà mình phải hỗ trợ. Mình là người chơi xe lâu rồi thì mình phải hỗ trợ anh em những cái vấn đề đó. Thì bố thắng tầm 800-900 nó không là có vấn đề gì thì mình hỗ trợ thay cho anh em luôn. Mình bán con xe và lời vài triệu rồi mà anh em. Tiếc gì mấy cái đó để mình không lấy được sự uy tín của mình đúng không? Còn nói mà bán xe không lời, có xe lời có xe lỗ nha anh em. Như con ZS2R là mình lỗ 90 triệu nha anh em. Còn mấy con xe này đương nhiên phải lời rồi. Lỗ quá là sao? Cái này xe này khách cũng cọc luôn nha anh em nha. Xe này khách cọc nè. Khách cọc là mình để phía sau nè. Mình rất là uy tín cho nên anh em cọc xe là cứ yên tâm nha anh em. Thì cái anh em bán xe hay là mua xe thì cứ liên hệ mình nha anh em. Bên mình có hỗ trợ hết cho anh em nha. Thu mua xe nhanh gọn lẹ luôn. Con này dù khách đã cọc nhưng mà mình làm mình kêu anh dán chờ 1-2 ngày để em về cái bố em gắn vô anh cho đi chấn ngon. Bố nó còn 30% thôi. Thì những con xe mình về mình kiểm tra mình biết con xe này còn bao nhiêu phần trăm cho nên em cứ yên tâm mà trải nghiệm cái dịch vụ bên mình. Những anh em nào mua xe bên mình rồi anh em sẽ biết là dịch vụ bên mình sẽ tốt như thế nào. Rồi thì á, anh em nào muốn mua CBR 150 nè, CBR 250 nè, Suggest X mới nè. Con Gret X đó mới luôn á anh em. Suggest X mới nè, hoặc là Ninja 4 nè thì cứ liên hệ mình, những xe nào còn thì mình sẽ trả lời cho anh em. Còn những xe nào bán rồi thì mình sẽ nói bán rồi. Có nhiều anh em á hỏi xe còn không, mình nói bán rồi mình cũng rất là ngại luôn bởi vì sao? Mong anh em hiểu, mình là một người bán xe. Thì dĩ nhiên á, có chiếc xe mình bán mình được tiền mà sao mình không bán, tại vì xe đó khách cọc rồi mình không còn nữa mình cho nên mình phải thông báo là anh em ơi xe đã bán rồi, rất tiếc đó. Thì vậy thôi, những anh em nào mà inbox mình trước thì mới mến mình thì tới mua xe mình là sẽ biết cái dịch vụ mình chăm sóc cho anh em như thế nào. Thì sau khi mình bán xe thì mình có bảo trì thay nhớt cho anh em, làm rất là nhiều dịch vụ cho anh em, thậm chí rửa xe cho anh em luôn, cho nên anh em cứ yên tâm mà chơi, không có gì phải ngại mà không có gì phải suy nghĩ nha anh em. Cảm ơn anh em đã đăng ký kênh của Minh Biker nha. Hy vọng là sắp tới mình sẽ về nhiều xe đẹp cho anh em ngắm nữa. Cho anh em ngắm về xe nữa. Rồi bây giờ anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like và subscribe cho kênh YouTube của Minh Biker để Minh Biker phát triển thêm và ráng thu nhiều xe cho anh em nha. Anh em nhìn đi thấy không? Con xe về là mình chăm rất là kỹ luôn á anh em. Có một người bạn là đã nói đặt con Ninja 4 này rồi. Một người bạn nói đặt con Ninja 4 này rồi nhưng mà nếu coi clip này chạy lên còn không thôi, xíu nữa mình gọi bạn nó lên coi. Bạn nó đặt trước đó, có nghĩa là chờ nhờ tìm xe trước đó anh em. Rồi ok anh em ha.